Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 21 tháng 4 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tăng cường kiểm soát COVID-19 trong trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án Nhân dân Hà Nội bác kháng cáo của cựu trưởng công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê. Mẹ nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An, con tôi bị lập nhóm anti trên mạng. Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc thận trọng về vấn đề Đài Loan. Ông Biden có thể tuyên bố tranh cử tuần sau. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 20 tháng 4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Lao động Thương binh Xã hội về việc tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trường học cần phải báo cho y tế địa phương ngay khi phát hiện ca bệnh truyền nhiễm hoặc tăng bất thường số lượng người nghỉ học, nghỉ làm. Đồng thời tổ chức giám sát, phát hiện, báo cáo ca nghi ngờ hoặc mắc bệnh truyền nhiễm. Khi người học, trẻ, học sinh, học viên nghỉ học cần tìm hiểu lý do để phát hiện kịp thời các ca nghi ngờ, ca mắc bệnh truyền nhiễm trong trường học. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho toàn thể người học, giáo viên, công nhân viên về đặc điểm bệnh, cách nhận biết các dấu hiệu bệnh truyền nhiễm, cách xử lý, chăm sóc và theo dõi sức khỏe khi mắc bệnh. Bên cạnh đó, đảm bảo các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng bệnh. Phát hiện và xử lý vật chứa có nguy cơ phát sinh lăng quăng tại nơi ở, làm việc và học tập. Đẩy mạnh truyền thông đến phụ huynh về lợi ích của việc tiêm vaccine. Ngoài COVID-19, trường học cần kiểm soát 16 bệnh truyền nhiễm bao gồm sởi, tay chân miệng, rubella, ho gà, bạch hầu, quai bị, thủy đậu, cúm AB, sốt xuất huyết, viêm họng nhiễm siêu vi, tả, não mô cầu, viêm não virus, viêm phổi virus nặng, bệnh nặng không rõ nguyên nhân. Ngày 20 tháng 2, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Phùng Anh Lê, cựu đại tá, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội. Sau một ngày làm việc, gần 20 giờ tối 20 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Phùng Anh Lê, cựu đại tá, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội trong vụ tha người trái pháp luật. Trước đó, bị cáo Phùng Anh Lê bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm trật tự trị an toàn chính trị của nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là cơ quan điều tra. Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp khu đất vàng ở phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chiều 20 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo phiên tòa nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 25 tháng 4. Hai bị cáo trong vụ án là Lương Thế Hiển, cựu phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Nguyễn Thị Liên, vợ bị cáo Hiển, bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Thanh Thủy, trú quận Đống Đa, Hà Nội. Tại phiên tòa, bị cáo Hiển không nhận tội khi cho rằng bị cáo có hợp tác kinh doanh và giao tổng số tiền 200 tỷ đồng cho ông Thủy để góp vốn và chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư mua nhà đất số 296, 298, 300 trên phố Bà Triệu. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hiển từ 18 đến 20 năm tù, bị cáo Liên bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 trường chuyên Đại học Vinh Nghệ An chiều ngày 20 tháng 4, chị PTTV, tên viết tắt, mẹ của nữ sinh NTIN, tên viết tắt, học sinh lớp 10A15 trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, cho biết gia đình đã hoàn tất các thủ tục mai táng cho con gái, theo phong tục địa phương. Chị V chia sẻ những ngày qua có rất nhiều người tới thăm hỏi động viên gia đình và dư luận rất quan tâm tới vụ việc của con chị. Không chỉ có em N, con chị V, mà ba học sinh khác trong lớp 10A15 cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Chị V cho biết, những học sinh này bị lập nhóm anti trên mạng xã hội như anti thành phần khốn nạn hay anti IN. Trước đó, chị V cũng cho biết, đã hai lần chị lên tìm gặp ban giám hiệu nhà trường để phản ánh việc con gái bị bạo lực học đường, cô lập và xin được chuyển lớp cho con nhưng chưa được giải quyết. Sáng 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bổ sung đối với bị can Trần Thị Nguyên Hằng, 43 tuổi, là nhân viên khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk và Đinh Lê Lê Na, 33 tuổi, là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cùng hành vi tham ô tài sản.
Trước đó năm 2021, bà Hằng được phân công phụ trách phòng xét nghiệm sinh học phân tử, lập dự trù hóa chất, sinh phẩm, thuốc thử, trang thiết bị y tế cho phòng xét nghiệm PCR. Trong quá trình tạm ứng hàng hóa phục vụ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với đối tượng Lê Na nên bà Hằng đã thỏa thuận lập khống hóa đơn chứng tử. Sau đó Công ty Việt Á tính toán tiền hàng khống và chuyển khoản để đối tượng Lê Na chi trả cho bà Hằng gần 1 tỷ đồng tiền hàng khống. Thông tin trước đó, vào tháng 5 năm 2022, hai bị cáo trên cùng 4 bị can là giám đốc CDC Đắk Lắk và thuộc cấp đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cũng liên quan đến Công ty Việt Á. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tối 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Vị Xuyên, chính quyền địa phương và người dân tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích do lật thuyền trên sông Lô. Thông tin ban đầu, 7 người đi cùng nhau trên một chiếc thuyền trên sông Lô. Khi đến đoạn km 9 quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, thuyền bất ngờ bị lật. 4 người trên thuyền may mắn thoát nạn, 3 nạn nhân mất tích gồm ông NVT, tên viết tắt, sinh năm 1980, bà TTH, tên viết tắt, sinh năm 1985, và ông NVT, tên viết tắt, sinh năm 1979, cùng trú tại huyện Vị Xuyên. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy ông NVT ngay gần khu vực xảy ra tai nạn. Một nguồn tin cho biết, Cục Hải quan Đồng Tháp, Chi cục Hải quan Thường Phước vừa bắt giữ 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng lợi dụng đêm tối đến khu vực giáp biên giới, nhận thuốc lá ngoại và chia nhỏ ra làm nhiều túi ni lông, vận chuyển vào tuyến nội đồng qua nhiều giai đoạn để vào nội địa tiêu thụ. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng bỏ lại các túi hàng và phương tiện vận chuyển là chiếc thuyền nhựa có 2 túi ni lông chứa 3.000 bao thuốc lá và chạy thoát thân. Hiện vụ việc được Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước phối hợp xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Ngày 21 tháng 4, tin từ Công an huyện Quang Sơn, Thanh Hóa cho biết, ngày 17 tháng 4, trong quá trình thực hiện tuần tra lưu động, đơn vị đã phát hiện xe khách 16 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Kỳ, 31 tuổi, trú tại khu phố Chu, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, điều khiển đã vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, tài xế Kỳ mắc các lỗi không điều khiển xe có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổng mức phạt tiền về các hành vi trên là 45 triệu đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra trên xe, đơn vị còn phát hiện tài xế chở nhiều hung khí và một còng số 8. Tổ tuần tra sau đó đã lập biên bản niêm phong các tang vật, phương tiện vi phạm. Đồng thời, đưa Nguyễn Văn Kỳ về trụ sở công an thị trấn để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý đúng quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Bảo Tín, 29 tuổi, ngụ huyện Con Cuông, Nghệ An để điều tra về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Thông tin trước đó, từ tháng 8 năm 2022 đến đầu tháng 10 năm 2022, Tín đã 3 lần lừa và đưa chót lọt 11 người sang nước ngoài làm việc. Khi nạn nhân sang đến nước ngoài, bị các ông chủ ép ký các hợp đồng để thực hiện hành vi lừa đảo. Những người này bị cưỡng ép lao động, không cho ra khỏi cơ sở, phải liên lạc về quê, dụ dỗ các nạn nhân khác đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An, hiện 11 nạn nhân bị Tín lừa bán sang nước ngoài đã được trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Chiều 20 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, 4 cán bộ, ban chỉ huy quân sự huyện Mường Lát vừa kịp thời cứu sống một nữ sinh bị đuối nước là nữ sinh VTG, tên viết tắt, 16 tuổi, người dân tộc Mông, ngụ ở bản Pù Ngùa, Pù Nhi, Mường Lát. Theo đó, tối 19 tháng 4, nữ sinh VTG đang học tại trường Trung học Phổ thông Mường Lát, cùng một số nữ sinh cùng trường rủ nhau ra sông Mạ để tắm. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết nên em dê đã bị nước cuốn trôi. Tại thời điểm 4 cán bộ thuộc ban chỉ huy quân sự huyện Mường Lát đi ngang qua thì nghe tiếng kêu cứu của học sinh. Lúc này, cả 4 cán bộ đã lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu nữ sinh VTG. Tuy nhiên, sau khi đưa vào bờ, nữ sinh V có dấu hiệu ngừng thở. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay, ngày 21 tháng 4. Tờ Washington Post ngày 20 tháng 4 dẫn các nguồn thạo tin nói, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các trợ lý dự kiến đăng video thông báo tranh cử năm 2024 vào ngày 25 tháng 4. Đây là thời điểm tròn 4 năm ông Biden, đảng Dân Chủ, bắt đầu cuộc đua và sau đó đánh bại đối thủ đảng Cộng Hòa Donald Trump năm 2019. Các hãng tin khác như CNN, NBC cũng đưa ra thông tin tương tự. Reuters dẫn lời các cố vấn trong và ngoài Nhà Trắng lưu ý mốc 25 tháng 4 có thể thay đổi.
Nhà Trắng và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ từ chối bình luận về thông tin. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang triển khai thêm binh sĩ và thiết bị để chuẩn bị cho khả năng sơ tán các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Sudan. Một số quan chức chính quyền Tổng thống Biden cho biết, việc triển khai thêm binh sĩ để chuẩn bị cho khả năng sơ tán nhân viên sứ quán là cần thiết do tình hình ở Sudan đang bất ổn với các cáo buộc giao tranh diễn ra thường xuyên. Kế hoạch sơ tán đã được đề xuất sau khi một đoàn xe ngoại giao Mỹ bị tấn công hồi đầu tuần ở thủ đô Khartoum của Sudan. Trong thông báo ngày 20 tháng 4, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ triển khai bổ sung năng lực tại khu vực để giúp sơ tán nhân viên ngoại giao tại Sudan nếu cần thiết. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không cung cấp thêm chi tiết cũng như vị trí triển khai bổ sung binh sĩ. Kể từ khi xung đột nổ ra giữa một nhóm bán quân sự và lực lượng chính phủ Sudan, Mỹ đã di chuyển các nhân viên sứ quán tới một địa điểm tập trung và an toàn nhằm chuẩn bị cho công tác sơ tán khi cần thiết. Trung Quốc mới đây bác bình luận của Tổng thống Hàn Quốc rằng cả Triều Tiên và Đài Loan đều là vấn đề toàn cầu, kêu gọi Seoul hành động thận trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong họp báo ngày 20 tháng 4 cho rằng vấn đề Đài Loan hoàn toàn là công việc nội bộ và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ông nói bản chất vấn đề bán đảo Triều Tiên và Đài Loan hoàn toàn khác nhau và không thể so sánh. Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bình luận về căng thẳng ở eo biển Đài Loan trong cuộc phỏng vấn với Reuters trước thềm chuyến thăm Mỹ tuần tới. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hoạt động của các phần tử ly khai được thế lực nước ngoài hỗ trợ là nguyên nhân gây căng thẳng ở eo biển Đài Loan trong những năm gần đây. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa ngày 21 tháng 4. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!